Vì sao nước mắt lại có vị mặn? Khóc là điều chúng ta đã làm từ khi sinh ra. Trên thực tế, đó có thể là điều đầu tiên bạn làm sau khi bước vào thế giới này. Trong khi bạn khóc, sẽ có một vài trong số những giọt nước mắt đó chảy vào miệng và bạn sẽ thấy nó có vị mặn. Vì sao lại như vậy? Đôi mắt của chúng ta là một trong những cơ quan thích nghi ấn tượng nhất trên cơ thể. Không chỉ mang lại cho chúng ta khả năng nhìn, mà còn cả những cơ chế và hệ thống phức tạp. Để giữ an toàn cho đôi mắt quý giá của chúng ta, đảm bảo mắt không bị khô khi mở là điều cực kỳ quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta chớp mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại, một lớp dịch lệ mỏng sẽ lan ra khắp bề mặt của mắt. Lớp dịch lệ này bao gồm nước, lipid, chất nhầy globulin miễn dịch, natri và kali, cùng các chất khác bao gồm một loạt chất chống oxy hóa như ascorbate và ugate. Các thành phần này của dịch lệ nhằm mục đích bảo vệ mắt khỏi các mầm bệnh bên ngoài hoặc các mối đe dọa vi khuẩn tiềm ẩn khác. Loại nước mắt thứ hai hình thành trong mắt chúng ta được gọi là nước mắt phản xạ, và đúng như tên gọi, chúng hình thành để phản ứng với một kích thích mãnh liệt bên ngoài. Nếu bạn bị bụi rơi vào mắt hoặc đang thái hành khi làm bếp, những giọt nước mắt phản xạ này sẽ hình thành để bảo vệ mắt trước những kích thích gây khó chịu. Các chất kích thích có thể kích hoạt phản xạ chảy nước mắt như vậy cũng có thể tác động thông qua màng nhảy, mũi hoặc miệng, tất cả đều được liên kết với cùng một cơ chế bảo vệ của nước mắt để làm sạch nhanh chóng. Loại nước mắt cuối cùng được gọi là nước mắt cảm xúc, là những giọt nước mắt được tạo ra thông qua những trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt như hạnh phúc, đau buồn, thích thú. Điều thú vị là con đường tạo ra những nước mắt cảm xúc như vậy lại được kiểm soát bởi hệ thống limbic của não, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh phó giao cảm, giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh kích hoạt tuyến lệ tiết ra nước mắt. Không chỉ con đường tạo ra nước mắt cảm xúc khác nhau mà thành phần của nước mắt cũng khác nhau. Nước mắt cảm xúc có nồng độ hormone dựa trên protein cao hơn nhiều. Nó hoạt động như một chất giảm đau tương tự như leucin enkephalin, một loại thuốc giảm đau loại nhẹ có chiết xuất từ tự nhiên. Nước mắt có vị mặn vì chúng được tạo thành từ nước có chứa chất điện giải trong cơ thể chúng ta. Nước mắt cơ bản có chứa kali và natri, hai chất điện giải quan trọng nhất mà chúng ta có trong cơ thể. Chất điện giải là loại muối tự nhiên mà cơ thể cần cho hoạt động của hệ thần kinh và truyền tải thông tin giữa các tế bào thần kinh khác nhau. Các chất điện giải quan trọng nhất mà chúng ta có trong cơ thể bao gồm kali, natri, canxi, bicarbonate, phosphat và magie. Khi bạn cảm thấy vị mặn trong nước mắt khi nó vô tình chảy vào miệng, điều đó chứng tỏ vị giác của chúng ta thực sự nhạy cảm đến mức nào. Vì có tới 98% nước mắt được tạo ra từ nước tinh khiết và 2% còn lại chứa tất cả các chất và hợp chất khác. Cơ thể con người luôn có chứa một hàm lượng khoảng 250g muối, vì vậy nước mắt cũng sẽ có nồng độ muối nhất định. Nước trong cơ thể chúng ta vốn có vị mặn và cần rất nhiều năng lượng tế bào để đảm bảo rằng nước mắt của chúng ta đạt đến độ tinh khiết như đã nói trước đó. Ngoài ra, một số muối và ion khác có trong nước mắt của chúng ta giúp bôi trơn bảo vệ và chữa lành vết thương trong mắt.